Quả quả trời ơi. Các bạn ơi, chua quá, ăn đây chèm mình dành cái sạn trước các bạn. Xin chào các bạn nha, đã đến kênh TGC Vlog của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ làm món là xoài lách muối ớt siêu kê các bạn. Bây giờ mình sẽ làm các bạn nha. Nhưng mà cái món này mình đây là xoài các bạn. Xoài còn đây là cốc, mình đã làm sẵn các bạn. Nên nay mình làm cả xoài là cốc lách và xoài lách luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn vào các bạn. Giờ mình sẽ đổ vô cái gôi mình lách nha các bạn. Đục đây chạy đừng hơn lách này đấy. Xoài vô. Đây là đường các bạn ơi. Mình sẽ cho đường cho các bạn. Mình sẽ cho 2 muỗng đường các bạn. Xoài chua. Mình cho đây mắm các bạn. Mình cho 2 muỗng mắm luôn. Hết các bạn. Đường đỏ luôn. Muối, mình sẽ cho muối vô. Muối mình cho 2 muỗng các bạn. Giờ mình sẽ làm món xoài lách trước rồi mình sẽ làm món cốc nữa các bạn. Đây là ớt bột vào rồi. Đây cho 2 muỗng ớt bột luôn. Nào không? Giờ mình sẽ cho nên rồi mình sẽ cho hưng trên tay mình nó lách các bạn. Hưng nó lách các bạn. Thấy không? Giờ tới hưng mình sẽ ôm nó lách. Đấy. Hưng lách nhiều bạn. Dễ thôi chứ. Lách luôn. Ủa những mèo đẹp các bạn. Lách nó đi gọn, lách cho rìu lên. Lách quá nè bạn. Món xò lách này là phải lách có nhiệt tình bạn. Lách nhiều mà lách bộ vui. Giờ mình lấy xong rồi các bạn, mình sẽ cho ra cái mâm các bạn. Mình sẽ trộn tiết cấp các bạn ơi. Wow, đã chưa? Nào các bạn, bây giờ mình sẽ cho cốc vô các bạn. Ủa, món này là vừa cốc vừa xoài các bạn. Đây mình cũng cho 2 muỗng đường các bạn ơi. Đây ớt bột các bạn, này mình cho ít các bạn, cỡ 2 muỗng như ít các bạn. Muối các bạn, đây là gọi là muối Tây Ninh, đó các bạn này. Tụi mình rớ kiểu Dubai rớ. Thù nằm các bạn ơi. Đây ớt các bạn. Sẽ cho hết luôn. Xoài lách là mình phải bỏ trong cái thùng này mình lách nha bạn. Lách đi chùa. Giờ mình cũng làm xem các bạn. Bây giờ mình sẽ dọn ra đây rồi mình sẽ review các bạn xem nha.
Giờ xà lách mình làm xem các bạn. Bây giờ cùng team mình thưởng thức các bạn. Ồ, thấy chua là thèm các bạn ơi. Giờ mình đi cùng bạn thưởng thức nha. Mời các bạn nha. Xoài nha. Mời các bạn nha. Mình làm xoài với cốc nha các bạn. Qua đã. Wow, chua ngon kìa không? Thì anh nhớ mình làm nhiều món chua kìa. Làm chua, áo dụng thì chua hát hát. Ngon à, ngon không? Thử các bạn nha. Wow. Nó uống nước vào chua á, nói các bạn ông ăn chua, ông ăn chua mà ông đi uống nước chắc cũng làm cái gan mảnh luôn bà. Chua đã quá bà ơi. Xoài chua kẹp cốc chua các bạn. Như cốc mà đây cốc mà làm hai loại. Cốc chua với xoài chua luôn các bạn. Ông không ăn được chua mà uống nước là trẻ. Đây mình nuôi chua mình nuôi đi uống nước các bạn. Chua đã ăn được đẹp lắm. Chua quá. Các bạn có những ý tưởng nào của món chua kia thì hãy comment cho bọn mình biết để mình có thể ra những video thì theo cái món ăn mà các bạn có ý kiến. Ớ bà ơi. Chín hết cái mầm này mới được. Cốc ngon hay xoài ngon? Xoài ngon. Nói chung thấy cũng ngon rồi. Wow. Ăn chưa hết e đây mà các bạn ơi. Chù quá. Ngon các bạn ơi. Chua chua ngọt ngọt ngon quá. Wow. Thêm nữa không? Thế ớt bột á các bạn. Mình cho ớt bột với ớt trái nữa bạn. Kê nữa bạn. Quất luôn. Mình làm cả cốc sợi các bạn. Bò lại một hào đổ các bạn ơi. Chua một đổ hào luôn bạn. Wow. Wow. Chua quá. Má mẹ ơi. À, mình ngon quá. Được không? Mời các bạn cốc xoài, xoài cốc nha. Đây là loại là mình làm xoài lách cả cắm các bạn. Vừa cốc vừa xoài luôn. Bạn đúng không? À. Kê không còn không? Kê. Bớt nước anh, ngon. Nước này. Tên mình ai cũng thèm chua bạn. Thì nấu mấy bà chữa các bạn tạo nó thèm chua. Thấy được chua là thèm. Không cứng nấu bạn ơi. Cái như tú nước rồi. Tú nước luôn rồi.
các bạn coi thương các bạn, cho hầu quán nó tú luôn mà sao vậy, nó kìa kìa mà ngon không còn đúng không, sắp đi cảm ơn các bạn ạ. Bữa ngầu mình làm cái món gì tìm heo hấp bí các bạn, mình lấy chanh các bạn không các bạn ơi. Các bạn. Wow, đã. Đó, mình đang kêu bạn. Ớt xoài luôn. Thôi không? Đúng rồi, này là gì anh chui giảm cân luôn bạn, hai này mặt bây giờ này chắc cỡ 4 lần như vậy nó giảm bớt tí bạn, giảm á, hột cốc luôn, hột cốc đồ quá mình chơi mình bỏ hột cốc vô đây chút hột cốc bạn, là... làm cho hai ký xoài hai cái cốc luôn bạn, nhiều mâm siêu to luôn bạn. Chưa có được hả? Ừ. Thì nó mặc lại, nó ăn chua cho nó uống thân vậy. Ăn xong mặc quá mà. Tháng mà lần 4 em cần. Mặc xàm y như lợn ấy. Ừ, hơn của gì ta? Chuột sao anh hiểu ra? Không biết nữa. Chuột quá to hơn gì luôn á. Bữa nào mấy bạn muốn ăn xoài lách có biểu hơn lách không? Lần hơn lách giỏi mà. Lách kiểu đủ kiểu bạn. Lách bầu cua hả? Lách kiểu như kiểu bầu cua vậy bạn. Anh mới muốn uống nước. Tập chạy mới dành nhà vệ sinh luôn. Anh cứ dành không dành nhà vệ sinh thì lạ. Sau video mình cũng dài các bạn, tại chu quá dưới phòng nó kê các bạn, chứ nhiều quá tên mình ăn không nổi. Nếu mà các bạn coi cơm mình, nếu bạn thấy hay các bạn hãy ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh nha các bạn. Nếu các bạn có cái ý kiến gì sẽ comment ở dưới cho tên mình còn học hỏi và sửa đổi cho bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.